Bộ Y tế vào cuộc vụ 4 trẻ nhập viện vì tiêm vaccine hết hạn sử dụng. Hơn 350 đơn vị tham dự triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 30. Nhiễm run đũa do tiếp xúc với chó mèo. Đó là những nội dung chính có trong bản tin sức khỏe 24 giờ của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay bây giờ là những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị điều tra nguyên nhân sự cố tiêm vaccine hết hạn cho 4 trẻ nhỏ tại xã Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, đồng thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị cá nhân vi phạm. Cụ thể, Cục Y tế Dự phòng nhận được báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về sự cố tiêm chủng tại trạm y tế Thăng Bình, huyện Nông Cống. Theo đó, sáng 9 tháng 5, trạm y tế đã tiêm vaccine Hexacin mũi 1 hết hạn tháng 3 năm 2023 cho 4 trên 6 trẻ từ 2 tháng đến 4 tháng tuổi. Cục Y tế Dự phòng đề nghị lãnh đạo hai cơ quan trên chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ và báo cáo các nội dung, đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vaccine để đánh giá, kết luận về trường hợp nêu trên, triển khai các hoạt động khắc phục sự cố và báo cáo theo quy định. Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm và nghiêm túc chấn chỉnh việc thực hiện quy trình tiêm chủng tại địa phương, không để xảy ra các sai sót trong quá trình thực hiện tiêm chủng, rà soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng để chấn chỉnh hoạt động tiêm chủng trên địa bàn. Trong tháng 5, trang Zalo Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam sẽ cung cấp thông tin về các lĩnh vực hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu, hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người, tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa, tuyên truyền các giá trị nhân đạo, tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa. Thưa quý vị, với chủ đề 30 năm hội tụ và phát triển, triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 30, Việt Nam Medipharm 2023 được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, quy tụ hơn 500 gian hàng của 350 đơn vị tham dự là các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế đến từ 30 quốc gia vùng lãnh thổ. Triển lãm do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam tổ chức định kỳ vào tháng 5 hàng năm. Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược Việt Nam lần thứ 30 tập trung giới thiệu với nhân dân cả nước những sản phẩm công nghệ, thiết bị tiên tiến nhất về y tế, dược phẩm và những đổi mới tích cực, thành tựu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế Việt Nam năm 2023. Trong khuôn khổ triển lãm đã diễn ra một số hội thảo về các chủ đề như chính sách trong lĩnh vực quản lý trang thiết bị y tế, bước tiến mới trong y học tái sinh, liệu pháp tế bào gốc kết hợp exosome trong điều trị bệnh lý miễn dịch, tiểu đường, tim mạch và thần kinh. Hàng năm, công ty chúng tôi đã tham gia tổ chức hội thảo chuyên đề liên quan đến những công nghệ và y học tiên tiến từ Nhật Bản về cho người dân Việt Nam, cũng như là các đối tác, các chuyên gia y tế tại Việt Nam. Hành trình 30 năm kết nối doanh nghiệp ngành y dược trong cả nước và quốc tế, Việt Nam Medipharm đã tạo cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt cơ hội đầu tư, mở rộng tìm kiếm thị trường mới, liên doanh liên kết, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Những gian hàng nối tiếp nhau với các thiết bị, sản phẩm phục vụ cho ngành y tế được các công ty, doanh nghiệp trưng bày và giới thiệu cho khách tham quan. Triển lãm lần này thì công ty chúng tôi đã đem đến cho triển lãm những cái sản phẩm, đó là những sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia, đó là dòng giảm đau hạ sốt Travicon, dòng kháng sinh Orenco và dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Faritong TVB, với mong muốn là sẽ giới thiệu đến các bạn bè quốc tế, các đối tác trong và ngoài nước những sản phẩm chất lượng Việt, rất là chất lượng của bên TV Farm. Ngoài các đơn vị trong nước, triển lãm còn quy tụ những đơn vị phân phối từ nước ngoài. Họ là những nhà cung cấp nhiên liệu, khoa học kỹ thuật cho quá trình nghiên cứu và tạo ra sản phẩm. Đến với Việt Nam thì chúng tôi mong muốn cung cấp những nguyên liệu là probiotic và postbiotic để giúp củng cố tăng cường sức khỏe cho người Việt Nam. Đối với dân số Việt Nam thì chúng tôi đang nhìn thấy một xu hướng giống như dân số Nhật Bản là trong vòng 10 năm tới thì họ cũng sẽ có một cái dân số già đi và mọi người sẽ càng ngày chú trọng đến sức khỏe và sử dụng nhiều những sản phẩm liên quan đến probiotic và postbiotic hơn. Tính đến nay, Việt Nam Medipharm đã tổ chức được hơn 10.000 gian hàng với 7.500 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp đến từ hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự, tạo cơ hội kết nối giao thương cho hơn 390.000 lượt khách tham quan chuyên ngành và người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, chó mèo là vật nuôi thường thấy trong mỗi gia đình.
Tuy nhiên, việc nuôi và tiếp xúc trực tiếp với chó mèo thường xuyên làm tăng nguy cơ nhiễm giun đũa từ chó mèo. Nó có thể gây tổn thương trong cơ tim, gan, đường ruột. Khi ấu trùng giun đũa chó mèo xâm nhập gan, phổi, các phủ tạng khác, thậm chí vào cả não và mắt, gây bệnh rất nguy hiểm. Bệnh nhân 38 tuổi này, nhà ở Hải Phòng, đang nằm điều trị tại Viện Sốt rét Ký sinh trùng, Côn trùng Trung ương. Nhập viện trong tình trạng trên người có nhiều vết tổn thương, chảy xước và nhiễm trùng nhiều mảng lớn trên da. Tưởng mình mắc bệnh da liễu, bệnh nhân đã dùng thuốc dị ứng nhưng không thấy bệnh khỏi dứt điểm. Sau các xét nghiệm và phân tích mẫu bệnh, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân dương tính với giun đũa chó mèo và bạch cầu ái toan tăng. Nhà thì có là nuôi chó mèo và cũng ăn rau sống, rồi có ăn tiết canh. Ban đầu thì triệu chứng là thỉnh thoảng đau bụng và nổi mẩn ngứa ở ngoài da. Trong một thời gian thì chữa trị ở là các tuyến dưới không lành, thì đến ở bệnh viện đấy thì trong quá trình là điều trị qua một tuần nãy thì trở lại gần trạng thái bình thường. Giun đũa chó mèo chỉ là vật ký sinh ở chó mèo, khi vào cơ thể người sẽ không có chu kỳ sinh sản, vì vậy không thể tìm thấy trứng hay ấu trùng của giun đũa chó mèo trong phân người, chỉ có thể tìm thấy kháng thể của giun đũa chó mèo trong máu bệnh nhân kèm theo một số chỉ số bạch cầu ái toan tăng cộng với triệu chứng lâm sàng để chẩn đoán bệnh. Trong những năm vừa qua thì bệnh viện cũng điều trị rất nhiều trường hợp mà đến với bệnh viện là ngứa, xuất phát là có những bệnh nhân có thể điều trị theo hướng da liễu, miễn dịch dị ứng có thể 5 năm, 10 năm nay rồi cũng không khỏi. Thì sau đó bác sĩ mới nghĩ đến là hay có thể bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng thì chuyển đến chúng tôi làm xét nghiệm. Thì khi chúng tôi làm xét nghiệm thì có giun đũa chó mèo thật, có bạch cầu ái toan tăng, có những ELISA dương tính và kèm theo những cái triệu chứng da, chúng tôi chẩn đoán những con mèo và qua một liệu trình điều trị, hai liệu trình điều trị thì cái triệu chứng ngứa của bệnh nhân giảm rất là nhiều. Để không bị nhiễm giun đũa từ chó mèo, các bác sĩ khuyến cáo không nên ăn ngủ chung, ôm hôn chó mèo, nên vệ sinh sạch sẽ cho chó mèo, bắt đựng thức ăn, chất thải của chó mèo nên vệ sinh sạch sẽ, nên tẩy giun định kỳ cho chó mèo để giảm nguy cơ chuyển bệnh giun đũa chó mèo sang người. Thưa quý vị, đến nay bệnh vẩy nến chưa có thuốc điều trị khỏi mà chỉ có thể làm giảm quá trình bệnh lý, kéo dài thời gian ổn định, giảm tái phát cho người bệnh. Tuy nhiên, không ít bệnh nhân đã nghe theo những lời quảng cáo mà chữa theo các bài thuốc thầy lang khiến bệnh diễn tiến nặng. Bà cụ này đã cho con theo chữa bệnh 7 năm tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Sau 1 năm bỏ thuốc bệnh viện, bà theo thầy lang mua thuốc về tắm cho con. Tuy nhiên, toàn cơ thể của con lại càng nổi mẩn ngứa, bong chóc da và sưng toàn bộ khớp chân tay. Nghe cái ông ở bên ông Biên thì ông bảo là không khỏi, ông lấy tiền tắm cho nó bây giờ 3 tiếng đồng hồ đấy, bởi vì trong phòng vệ sinh để quạt mà vẫn mình ướt hết cả mồ hôi, bây giờ nó lột hết cả da ra, nó không như ngày trước như này là mình tắm cho nó sạch đã, bây giờ cho nước vào tự nhiên nó cứ mùn ra như mùn cưa ấy. Cháu rất ngứa rồi, nó còn nhiễm độc thuốc, nhưng mình thuốc này là mình không biết là thầy làm kiểu gì đấy, nên rất khổ. Hai là mang tiếng cho những người thầy thật sự như chúng tôi. Ông cụ này vốn là một người chuyên bốc thuốc y học cổ truyền, nhưng bản thân vợ mắc bệnh vẩy nến gần 40 năm nay. Ông cho bà điều trị hoàn toàn theo thuốc của Bệnh viện Da liễu Trung ương, vì ông biết rằng không có phương pháp đông y nào chữa khỏi được bệnh vẩy nến. Trên tinh thần là thuốc là bệnh nhân không nhìn thấy, mà tự nhiên là đưa ra thuốc như vậy là quảng cáo linh tinh. Cứ bảo chữa khỏi bệnh vẩy nến, nếu mà khỏi bệnh vẩy nến tất cả bà con là phải đến chữa. Nhưng thực tế có phải đâu. Cho đến hiện tại thì vẩy nến thì được xác định là một cái bệnh lý mãn tính và mình sẽ phải chung sống suốt đời. Thì khi gặp cái tình trạng bệnh này thì các cái phương pháp y học hiện tại có thể kiểm soát được bệnh, và những cái phương pháp mới nhất hiện nay thì có thể kiểm soát được sạch gần như 100% tổn thương. Do đó thì là hãy tin vào cái nền y học hiện đại. Chính cái những cái người mà làm thầy lang hoặc là những cái người y dược còn không dám điều trị cho người nhà của mình thì các bạn hãy cần phải cân nhắc và cẩn thận. Bệnh vẩy nến chưa có phương pháp nào điều trị được khỏi bệnh. Ngay cả y học hiện đại, mục tiêu chính cũng chỉ là tấn công để làm sạch tổn thương và duy trì sự làm sạch đó. Vì vậy, bệnh nhân không nên tin vào các bài thuốc gia truyền quảng cáo chữa khỏi bệnh vẩy nến để tiền mất tật mang.
Trong phần tiếp theo, nhu cầu làm đẹp là chính đáng nhưng cần phải tỉnh táo. Điều dưỡng những người thầm lặng vì bệnh nhân. Thưa quý vị, ngày nay phẫu thuật thẩm mỹ và ngành công nghệ làm đẹp đang là một trong những ngành dịch vụ thu hút khách hàng. Chính vì vậy đã xuất hiện nhiều cơ sở thẩm mỹ trái phép hoạt động. Trong bản tin trước, chúng tôi đã đề cập vấn đề này trong phóng sự với tiêu đề cần xử lý nghiêm các cơ sở thẩm mỹ trái phép. Phóng sự tiếp theo chúng tôi đề cập đó là làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mỗi người, nhưng làm đẹp như thế nào cần phải tỉnh táo là vấn đề cần quan tâm. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Sau khi trải qua hai lần sinh nở cùng với cuộc sống bận rộn, Ngoảnh lại đã 42 tuổi và thấy bản thân không còn thấy tự tin bởi cơ thể có nhiều thay đổi ở tuổi trung niên. Chị Nguyễn Thu Hà muốn được phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực và hút mỡ bụng. Tuy nhiên, thấy nhiều người đã tin vào lời quảng cáo trên mạng xã hội của các cơ sở thẩm mỹ nên đã gặp biến chứng sau khi thực hiện. Được một người bạn tư vấn, chị đã quyết định vào khoa thẩm mỹ và tạo hình tại một bệnh viện để thực hiện. Phụ nữ mà sau khi sinh đẻ xong ấy, thì bụng dạ rất là xấu, nhiều khi nó mất là tự tin. Muốn khắc phục để đi làm thẩm mỹ để cho cái bụng nó đỡ bị nhăn nheo khi mà sinh em bé, hoặc là mình trong thời gian mình mang thai nó sẽ bị kiểu nhiều cơ địa dạn ra, thế là nhìn nó cũng xấu và mất thẩm mỹ. Ở tuổi 43, chị Nguyễn Mai Lan ở quận Hà Đông, Hà Nội cũng muốn cơ thể mình đẹp hơn khi bước vào tuổi trung niên. Chị vừa thực hiện phẫu thuật nâng ngực và hút mỡ bụng tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội. Với chị, cơ thể mình phải biết yêu quý và nâng niu, chăm sóc. Đừng chỉ tin vào những lời quảng cáo trên mạng xã hội mà giao phó cơ thể cho những nơi không có uy tín để rồi tiền mất tật mang. Mình đến để làm hút mỡ bụng và nâng ngực thì thấy ở đây rất là an toàn, yên tâm. Đội ngũ bác sĩ với y tá thì chuyên môn rất là cao, người ta tư vấn rất là khoa học và tạo cho mình độ tin tưởng. Phải thừa nhận, nhu cầu làm đẹp ngày càng lớn ở Việt Nam. Tuy nhiên, có một nguyên nhân là đa số người có nhu cầu làm đẹp hiện nay đều có tâm lý ngại vào các bệnh viện lớn. Bởi các bệnh viện lớn trước khi phẫu thuật cần phải thực hiện đầy đủ các thủ tục xét nghiệm kiểm tra sức khỏe. Chính vì vậy, đã có nhiều trường hợp làm đẹp thẩm mỹ tại các cơ sở không đảm bảo nên đã gây ra hậu quả đáng tiếc. Chúng ta sẽ phải tự mình là những cái khách hàng hay là những cái bệnh nhân thông thái để có thể tìm hiểu được những cái thông tin làm sao cho nó đúng. Chúng ta sẽ phải tìm hiểu rất là kỹ thông tin về bệnh viện, thông tin về cơ sở thẩm mỹ cũng như là thông tin về bác sĩ. Thì những cái bệnh viện tốt thì thường sẽ đi kèm với những bác sĩ tốt và ngược lại. Làm đẹp là một nhu cầu thiết yếu và chính đáng của mỗi người, nhất là đối với phụ nữ. Chỉnh sửa những khuyết điểm giúp họ tự tin hơn vào bản thân. Tuy nhiên, mỗi người cần tìm hiểu thật kỹ khi lựa chọn các cơ sở làm đẹp uy tín để vừa đảm bảo an toàn, vừa thỏa mãn được nhu cầu làm đẹp. Đừng đặt cược tính mạng và sức khỏe của mình vào tay những người khoác lên chiếc áo blue trắng mạo danh bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, thẩm mỹ làm đẹp đã trở thành xu hướng của thời đại. Tuy nhiên, làm đẹp như thế nào để an toàn cho bản thân đang là vấn đề của nhiều phụ nữ quan tâm. Ngay sau đây sẽ là cuộc trao đổi giữa phóng viên Sức khỏe 24 giờ với bác sĩ Nguyễn Đình Minh, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt bệnh viện E. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa bác sĩ, ngành làm đẹp đang là một thị trường ưa chuộng, chính vì vậy mà đã xuất hiện nhiều người tay ngang làm nghề. Là một người có chuyên môn thì bác sĩ có ý kiến gì về vấn đề này ạ? Cái nhu cầu xã hội hiện nay thì về làm đẹp thì rất là lớn, từ những thứ rất là nhỏ thôi, đặc biệt là về ví dụ như là chăm sóc da này. Thế rồi những cái dịch vụ làm đẹp để trắng sáng da rồi săn chắc cơ da mặt thì cái đấy nó hoàn toàn nằm trong phạm vi của các thẩm mỹ viện, cơ sở làm đẹp mà chưa cần phải phòng khám, tức là những cái thủ thuật không xâm lấn. Có thể ta dùng các cái máy để can thiệp ở phía ngoài, các cái sóng cao tần chẳng hạn, hay là chúng ta sử dụng các cái chế phẩm để chúng ta massage rồi chúng ta bôi để làm đẹp da. Thế thì cái chuyện đấy hoàn toàn bình thường. Nhưng có rất nhiều những cái phòng khám và với cái quảng cáo, với những cái dịch vụ, ví dụ như là nâng ngực mà không cần phẫu thuật, sử dụng sóng cao thần hay sóng xung kích chẳng hạn, thì cái đấy thì phải thực hiện ở các phòng khám hoặc là cơ sở bệnh viện. Với cái quảng cáo như vậy thì thường là người ta sẽ thực hiện các cái dịch vụ trái phép, ví dụ là dùng sóng xung kích xong nhưng mà dưới cái trá hình là tiêm thuốc tê hay là tiêm thuốc giảm đau gì đấy, thì họ đã tiêm vào một lượng lớn các cái chất làm đầy không rõ nguồn gốc. Ở đây nó rất là nguy hiểm.
Thưa bác sĩ, là hiện nay có nhiều spa và cơ sở làm đẹp được quảng cáo với các bác sĩ có tay nghề cao. Tuy nhiên thì có nhiều trường hợp đã tiền mất tật mang như bác sĩ đã thấy. Vậy thì theo bác sĩ, tại sao vẫn chưa kiểm soát được? Có hai nguyên do. Một là cái tâm lý chủ quan của chị em. Tức là ở chính cái người sử dụng dịch vụ, tức là mình là người cái tiêu dùng nó không tìm hiểu kỹ. Chi một số tiền rất lớn, hàng trăm triệu nhưng mà nó không có hiệu quả. Thứ hai nữa là cơ sở như vậy thì ngày càng tinh vi hơn. Trước đây thì họ sẽ quảng cáo là họ làm những cái thủ thuật xâm lấn, thì bây giờ họ không quảng cáo họ xâm lấn nữa. Dùng máy sóng xung kích, sóng cao tần, rồi các cái sóng nọ, sóng kia hay là tế bào gốc để tin tưởng và qua mặt được các cái cơ quan chức năng. Vì vậy các cơ quan chức năng cũng không thể kiểm soát được chúng ta cái hoạt động online này, chúng ta kiểm soát nó cũng còn chưa được tốt. Và thứ hai nữa là họ tìm cách họ tránh những cái thuật ngữ mà có thể là bị phạt về cái tội quảng cáo, thì bây giờ người ta không làm nữa. Nhưng khi mà chị em đến thì bắt đầu người ta mới sử dụng các cái thủ thuật mà không được cho phép. Có thể nói nhu cầu làm đẹp hiện nay rất là lớn. Chính vì vậy mà làm đẹp ở đâu để đảm bảo an toàn hiệu quả thì chúng ta cần phải đáng quan tâm, đúng không ạ? Bác sĩ có lời khuyên gì cho chị em phụ nữ mà muốn làm đẹp một cách an toàn và hiệu quả? Trước đây thì chúng tôi vẫn truyền thông trên các phương tiện đại chúng là nên đến các cái cơ sở mà được cấp phép. Chúng ta cứ đến bác sĩ, cứ đến những cái nơi mà an toàn như là các cái khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ này, hoặc là các cái phòng khám chính thống có bác sĩ đàng hoàng, hoặc là trên các cái kênh online, ví dụ như bệnh viện E thì đã có những kênh online, thì chúng ta có thể vào các cái fanpage chúng ta hỏi và chúng ta xin cái số điện thoại của khoa, chúng tôi sẵn sàng bỏ thời gian ra để tư vấn để cho mọi người làm đẹp được an toàn. Xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 5 hàng năm là một ngày có lẽ không nhiều người biết đến, ngày dành riêng cho những người áo trắng thầm lặng trong ngành y tế. Đó là ngày quốc tế điều dưỡng, ngày tôn vinh những con người đang ngày đêm âm thầm lặng lẽ, tận tình chăm sóc cho người bệnh. Sự tận tâm và những hy sinh thầm lặng của những điều dưỡng đã góp phần tạo nên thành công trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh và sự tin yêu của nhân dân. Gắn bó với nghề điều dưỡng hơn 12 năm, điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Ngọc Ánh, khoa nhi tổng hợp Bệnh viện E chia sẻ, 7 năm làm tại khoa hồi sức, 5 năm làm tại khoa nhi tổng hợp, mỗi đối tượng bệnh nhân lại có cách chăm sóc bệnh nhân riêng. Nghề này như làm dâu trong họ nên sự kiên nhẫn và ân cần với bệnh nhân là yếu tố quan trọng đối với mỗi người điều dưỡng. Hạnh phúc nhất là khi thấy những cái hoạt động mình thực sự là có ý nghĩa cho bệnh nhân, nó tốt cho bệnh nhân và mình thấy là những cái việc làm của mình là có ảnh hưởng và mình thấy là tiến triển bệnh của các cháu, các con nó thay đổi. Một trong những nhiệm vụ chính của người điều dưỡng là thực hiện y lệnh của bác sĩ, tiêm, truyền, phát thuốc. Nhưng công việc ấy không phải vận hành như một cỗ máy. Với người bệnh và người nhà người bệnh, họ còn là người bạn tâm giao. Đó cũng là quan niệm về nghề của điều dưỡng trưởng Lê Thị Minh Đức, khoa phẫu thuật chỉnh hình Bệnh viện E, người đã gắn bó trực tiếp với công tác điều dưỡng được hơn 20 năm. Chúng tôi phối hợp với bác sĩ về việc điều trị cho bệnh nhân, thì cái việc chăm sóc cho bệnh nhân từ những miếng ăn, giấc ngủ, đặc biệt là những cái chăm sóc vệ sinh đối với bệnh nhân ngoại khoa cực kỳ là quan trọng. Bệnh nhân có tinh thần thoải mái thì trong cái mới đáp ứng được và phối hợp điều trị và chăm sóc cho bệnh nhân hàng ngày và mang lại cái hiệu quả cao. Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện nay Việt Nam có hơn 100.000 điều dưỡng viên, tương đương khoảng 11,4 điều dưỡng trên 10.000 dân và 1,4 điều dưỡng trên một bác sĩ. Điều này cho thấy điều dưỡng viên đang chịu áp lực lớn trong công việc. Bộ Y tế đang xây dựng đề án đổi mới chính sách điều dưỡng hướng đến chăm sóc toàn diện giai đoạn 2022-2030 nhằm đẩy mạnh công tác điều dưỡng. Ngoài ra, các chính sách miễn giảm học phí, điều kiện việc làm cũng được kiến nghị để ngành điều dưỡng thu hút nhiều sinh viên theo học. Với những kiến nghị này, kỳ vọng bài toán thiếu nhân lực điều dưỡng sẽ được giải quyết. Cái thông điệp năm nay đối với Tổ Hội đồng Điều dưỡng Thế giới thì đưa ra là điều dưỡng của chúng ta thì chính là tương lai của chúng ta. Vì vậy thì mỗi một điều dưỡng trẻ khi bước vào ngành của mình, họ phải hiểu được cái vai trò cũng như là cái cơ hội phát triển của ngành nghề của mình. Và vì vậy thì họ phải có năng lực, phải chủ động và họ phải rất là thấu hiểu người bệnh. Có thể nói, điều dưỡng nắm vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo kết quả công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Mặc dù công việc khó nhọc, những điều dưỡng vẫn âm thầm ngày đêm đồng hành cùng bác sĩ, góp sức mình trong công tác chăm sóc sức khỏe của người dân.
Những hình ảnh đẹp vừa rồi đã kết thúc bản tin Sức khỏe 24 giờ của truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.